Thiền sư có phải muốn biết một người sau khi chết đi về đâu thì mình kiểm tra như vậy đúng không sư? Rờ vào ngực của người vừa mới mất, lúc bấy giờ còn ấm. Rờ vào cần cổ thấy vẫn còn ấm, lên trán còn ấm, trên đỉnh đầu còn ấm, là người quá vãng sẽ tái sanh vào những cảnh giới tốt như là cõi người cõi trời. Nếu rờ vào ngực người đó thấy mát lạnh ngắt, lạnh ngay và không có ấm, dù vừa mới ngừng thở là đa phần đi trong cõi xấu. Rờ lên phần cổ thấy lạnh, rờ trán thấy lạnh, rờ đỉnh đầu thấy lạnh, dù vừa mới ngừng thở thì đa phần người vừa mới mất đã tái sanh những cảnh giới xấu. Thưa với quý vị đó, là nếu như mà mình kiểm tra bằng cái cách này á, mà đúng á, là nó đúng á, Phật đã chỉ rồi, và Phật không chỉ có nghĩa là nó không đúng. Mà cái căn nguyên xuất phát từ cái chuyện mà sờ cơ thể mà con nó ấm trên ấm dưới, nó xuất phát từ cái Trung Quốc, cái quan điểm là loài người có cái linh hồn. Sư ngưng bởi vì cái mạng nó đang máu đỏ. Trung Quốc họ quan điểm loài người có linh hồn đó, cho nên đó là họ xem là khi mà người vừa mới chết đó, linh hồn nó sẽ xuất từ ở đâu, nó xuất đi, tức là nó giống như là cái linh hồn trong cơ thể nè, thế mà nó đi lên á, nó đi lên để nó đi ra đó, tức là lên sanh về cõi lành. Còn cái linh hồn nó đi xuống ở dưới thì nó đi ra đó, tức là sanh về cõi dữ, sanh vào cái cõi dữ. Thì đó là cái quan điểm của Trung Quốc, và xin thưa quan điểm nó không đúng. Tại sao, dựa vào đâu để sư nói như vậy? Bởi vì có rất là nhiều trường hợp mà cái người này người kia vừa mới qua đời, người thân của họ đến hỏi Đức Thế Tôn nhiều lắm, và Đức Thế Tôn nói những người này làm phiền Như Lai. Ngài cũng trả lời đấy, nhưng mà bản chất những cái việc mà hỏi cái người vừa mất rồi mà đi đâu, bản chất cái chuyện đó là làm phiền Đức Thế Tôn. Và nếu như mà Ngài có một cái cách đơn giản như vậy để mà chỉ, là thay vì Ngài bị làm phiền như thế là Ngài đã chỉ rồi, chứ không mắc mớ gì Ngài bị phiền tới như vậy mà Ngài không chỉ nha. Rồi ngoài ra thì ở trong kinh nó còn có một cái vị là có thần thông, tức là gõ vào ở trong cái xương sọ của một cái người vừa mất ấy, là biết được cái người đó đi đâu nha. Nhưng mà Đức Thế Tôn đưa cho cái vị này cái xương sọ của một vị độc giác, vị này gõ xong rồi chất quớt cũng là không biết được cái người này đi đâu, mới hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là muốn biết ấy, thì tu theo Như Lai đi rồi rồi sẽ biết. Đấy, có nghĩa là cái người đó, cái người mà chỉ bằng cái việc là biết được một người chết rồi đi đâu thôi đó, là đủ để cho thiên hạ thờ nha. Khiêng kiệu tám người khiêng đi tới đi lui, coi như là thờ cái sự cúng bái lễ lạy. Mà nếu như cái cách đơn giản như vậy mà làm được là thiên hạ đã đầy rồi. Đúng là thiên hạ đã đầy người. Coi như là mình lên mình làm ông hoàng bà chúa rồi ha. Nhưng mà không được. Cách đó không đúng.